Sáng nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2023 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng và các Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Nguyễn Thị Anh Thi. Phiên họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố nghe báo cáo về rà soát, báo cáo tiến độ thực hiện các nội dung tại nghị quyết số 74 ngày 15 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Các nội dung Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, cho ý kiến theo thẩm quyền và một số nội dung qua giám sát của Thường trực, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại phiên họp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã nghe báo cáo kết quả xử lý đơn thư cũng như một số kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Thông tin chi tiết về phiên họp này, Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị trong bản tin thời sự tối nay.